cũng phá hoại hả Quỳnh ơi? Ôi giời, đi ra trông kìa, ôi giời ơi. Đây là đậu đũa con đây này, đậu đũa con này, Quỳnh con đây này, đậu đũa con đây này. Ghê chưa, ôi giời ơi. Rồi chúng ta để xem em thu hoạch được nhiều không nha mọi người nhé. Chỗ này nhiều lắm đấy, nhiều lắm đấy. Đấy, để có dê ở trên thành phố thì mình gọi dê đến thôi. Ở trong này thì đã được nhồi lá ba kích này. Và trong đấy lá ba kích thì mình đã ướp. Với lại là gì nhỉ, khoai tây thì đã có trong này rồi nhá. Con lợn này vào khoảng tầm gần 30 cân đấy chứ anh Phong. Mà gà bé đẹp đấy. Vâng dia. Ông này lại say rồi, Cái gì đấy Quỳnh con? Hả? Tao tự đưa bên. Ui giời này bé đẹp đấy. Ra tao bông. Ông này say nhưng mà người như hôm nay là Tết. Tâm về để tưởng. Ông đánh bé bé. Nào, tao sợ bé bé uma kẻ, uma cuca. Uma cuca? Sim. Anh đi bé bé uma cuca. Anh đi công cụ tù, bé bé mùi tù. Nào, sợ bé bé uma cuca. Tao men tiran đấy. Bé bé. Ông qua ông muốn nhiều đấy mọi người. Say như này là biết. Thôi nhưng mà nó là ngày Tết nha mọi người nha. Ngày Tết cho nên là bạn ấy cứ uống thoải mái thôi. Bé uma uma cuca. Này Maria này, cái đầu lợn của các bạn ấy mọi người để trên tủ lạnh thì mình vẫn đang còn. Thế Quỳnh con này ăn gì đây? Hả? À, này con sạch sẽ đây. Này con cái váy đẹp đây. Này váy đẹp vậy. Ta yêu gần như tôi đã fresh ta kì. Ừ, ta kì ra, ai kê li cà bè xa ra. Hôm nay có bố mẹ Antonio xuống này. Bông đia, Tao tui đưa bên. Ok, ta bông ra. Vamos ver, vamos ver. Onde é Nelson Bebeu? Quase é um garrafão. Não, mas. Vivo, guardamos ali. Coca. Ali não tinha um garrafão de maruco. Nelson, acabou. Tá bem. Hôm nay là bạn ấy có bố mẹ bạn ấy xuống. Thế xem là Antonio điện cho mình sớm và bác sĩ ơi mang xuống cho bạn ấy cái thủ lợn để bạn ấy đãi bố mẹ ăn Tết để bố mẹ về không lại bị đói. Maria ra. Thế xong là mình nhân tiện xuống thế này thì mang đồ ăn xuống cho các bạn ấy. Xong hôm nay là mình xuống là đi mua đồ nha mọi người nhé. Ở trên nhà mình thì hôm nay cộng đồng Việt Nam mình cũng tổ chức làm lợn để ăn mừng năm mới Tết Dương lịch. Thế bây giờ là mình sẽ xuống thế này là mình mua đậu đũa của các bạn ấy. Thì bình thường thì nếu mà đậu đũa của các bạn ấy mình thì có thể, nếu mà trồng nhiều thì mình có thể xuất đi Trung Quốc, nên chỗ Trung Quốc thì thoải mái. Thế nhưng chỗ này thì hôm nay mình sẽ đi mua, mình sẽ bảo với các bạn là mình mua nha mọi người nha, mình mua cho nhưng mà mình không nói cho các bạn là mình mua mà là mình bảo là người Việt mình mua để cho các bạn ấy khỏi ngại, các bạn khỏi áy náy nha mọi người nhá. Về bản thân thì mình giúp các bạn ấy trồng nhưng mình cũng không lấy cái gì của các bạn không được. Thế bây giờ là sẽ chơi một lúc, thế xong là mình bảo các bạn ấy đi mua đậu đũa của các bạn ấy. Tá bom, você cuida do, é? Nada. Tá bom. Patinho é đẹp, tê. Patinho, olha bonita, né? Chào mọi người đi kìa. Olha bonita, chào mọi người đi. Tony, tá onde camisa, Tony? Tá onde camisa? Mete camisa já. Tony, xin chào mọi người. Quỳnh con cầm mất cái mic ra bây giờ này. Coi được rồi. Nào, Quỳnh ơi. Rồi ôi, nghịch lắm. Ta. Ya, obrigado. Obrigado, feliz ano novo. Olha, você também muito feliz, tem que porque tem que mamá, papá, só chegar aqui. Sim. Hôm qua các bạn đi phơi sắn dưới ở đây thì bây giờ là các bạn ấy đang gom lại bởi vì là buổi sáng đêm nó cũng chỉ có mưa một ít đấy mọi người. Thế các bạn ấy cũng phải gom lại này.
Có khi Quỳnh cầu mưa là trời lại mưa rồi mọi người. Quỳnh cầu mưa trời lại mưa. Mưa nhỏ nhỏ thôi. À, mình có dặn các bạn đi là hái một ít lá ba kích cho mình để hôm nay mình nhồi vào lợn quay ấy mọi người. Với lại bảo các bạn đi hái một ít hoa chuối thì các bạn hái cho mình như này. À, cho Antonio mang marabu này cho mình nhỉ. Antonio, esse de que? Essa boa festa para mim. Mà các bạn bảo mang marabu cho mình. Mas é California tá muito pouco. Tem mais? Đấy, cái lá này. Cái lá này hơi ít. Eu quero mais, quero mais, mais, mais. Consegui. Dois, pode que dois ou três essa balde. Tem mais? Já consegui. Difícil. Aqui já não tem muito. Não, vou conseguir mais um pouco. Mais um pouco. É, vou conseguir. Vou conseguir mais igual assim. Vamos. Dặn các bạn đi lấy sớm thế nhưng mà không được nhiều lắm. Có khi là phải đi hái thêm. Đấy. Đây là lá ba kích này. Ok. Dạ, vô đi em ta ăn tâm mày á. Để cho Nelson thì hái thêm một tí nữa mọi người. Nelson và Tono sẽ đi lấy thêm. Vô đi sư ra mai mùi tù nhá. Ừ. Để mình đi nào. Xin mùi tù mùi tù. Mùi tù mèo. À, đi nhá, đi 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 sang nào. Khi nào có rượu vào là nói nhiều thế. Tê tê lưng lưng kiểu gì. Nào, đi để đi xem là cây ba kích của Angola nó có khác cây ba kích của Việt Nam không mọi người ạ. Các bạn bảo ở đây vẫn có mà, nên chúng ta vẫn đi xem. Mình thực ra thì mình cũng chưa nhìn trực tiếp cây ba kích ở đây. Hai ông này chia nhau thì tôi đi theo ông nào. Gay nhỉ. Gay nhỉ. Thì đi theo ông Antonio đi. Sing. Ừ. Đi về đi. À đây, đậu đũa quả đậu xanh quay cho mọi người xem đậu đen chứ quên. Đậu đen này, đậu quả đen. To nhỉ. Ôi, quả chín rồi này, chín cây nhá. Gần một gang luôn á, gần một gang một quả luôn đấy. Đây, Quỳnh Quỳnh đo cho mọi người xem này, một gang của một Quỳnh. Một gang của Quỳnh luôn. Ừ. Đó, hơn chục phân đấy, gần 20 phân. Đây cái khu này ngoài này là bắt đầu chín này, bắt đầu chín nhiều hơn này. Đâm tua tủa luôn, nói chung là các bạn mà thu hoạch là cũng sẽ mỏi tay luôn. Nhìn này mọi người, nhìn này quả này, hầu như là nó đều nó không bị óp, nó đều nhau ấy, nó đều đặn lắm, hạt đều. Đây này, không biết nhìn này. Đây cũng thế, đây quả đấy chín này. Ôi trời ơi, có thể hái luôn. Thôi là ngày mai ngày kia các bạn đó. Hái luôn một thể. Đây cũng chín rồi này. Đây đây này. Đây à? Đây có lưng. Aki nè. Esa nè. Chính esa cây. Có đúng lá không đấy? Sao lại đây Antonio kiếm ở ngay vườn nhà mình luôn à? Aki. Esa. Esa folia. À đây này, cây nó leo cao này đây này. Người ta gọi là cây này là cây mundundu. Mundondo. Sim, aqui em gosto de mundondo. Mundondo, daí lá, daí, mọi người. Đấy. Também pode sair um pouco rija. Sim, sí, também pode. Rija também tá bom. Aqui agora sim, temos que catando lá. Aqui em gosto de chamamos catando lá. Catando lá. Sim. Nói chung là bây giờ là ông Nelson là ông sẽ nói hơi nhiều đấy, hơi nhiều hơn mọi khi đấy nhé. Sim. Đấy, đây là chuẩn ba kích rồi nhỉ. Ba kích ở Việt Nam thì mình không nhìn thấy. Mà đây là ba kích ở Angola, nó có nhựa này. Tanh resin à? Sim, tem resin, tem resin. Nó có nhựa mọi người. Nhựa trắng, nhựa hơi nhiều. Nó sai resin, então aquele já não é muito alto, pode já deixar. Yeah. Esse também. Não, cái đấy không phải đâu em, cái đấy không phải đâu. Ừ. Ừ đúng, cái này không có nhựa thật. À đâu, đây cũng có nhựa tí đây. Ai cây cạnh nhau đứng ấy, nhìn giống giống. Đấy, bây giờ là các bạn ấy nhận biết cây nó dễ nên bây giờ các bạn đang đi tìm mọi người. Xung quanh vườn thì rất là nhiều những cái rễ cây như thế, những cái cây như thế. Đấy, mấy đứa trẻ con này, hôm nay ngày lễ ngày Tết váy vóc đẹp. Ủa con mèo kìa, Sunny ơi, mèo kìa. Sunny kìa, gato kìa. Này.
Các bạn ấy vẫn đang tiếp tục tìm lá cho mình nhé mọi người nha. Ở quanh quanh đây tìm kỹ là cũng có khá là nhiều lá đấy. Ở đây thì chúng ta đang đứng ở cạnh cái miệng giếng luôn. Giếng hôm vừa rồi thì Antonio gọi bạn Nan Đủ ở xóm suối sang để bạn ấy làm. Antonio thuê bạn ấy giá như thế nào thì mình cũng chưa biết. Các bạn ấy đang mở miệng giếng ra rồi, thế nhưng mà bây giờ đang là ngày nghỉ lễ cho nên các bạn ấy đang còn đi chơi với lại đi nhậu nhẹt nữa, các bạn ấy chưa làm nhé, mới mở ra như thế này thôi. Đợi mấy hôm nữa nghỉ lễ xong thì các bạn ấy tiến hành, các bạn quay lại các bạn ấy đào tiếp. Ra tay mua tủ. Cái này mà cho mình tìm thì mình cũng chịu này này. Mà vớ vẩn này, hái nhầm lá thì cũng mệt đấy nha. Ở bên này các bạn cũng ăn cả cái lá này để nấu canh nên là các bạn ăn rất là nhiều. Đấy. Cái này cũng được bán ở ngoài chợ mà. Rau này sắc đấy. Quỳnh sẽ phạt cỏ cho mọi người ấu hết rồi. Ở ngay bên này nhiều nhá. Mình nhìn này là mình không phát hiện được. À đấy à. Nó à. Ê sao đấy. Sì. Sao ta nó no conheço. Nada, não conheço. Esta vai falar mais calulu. Maria, bà bác sĩ không biết à, bác sĩ chỉ có ăn thôi, bác sĩ không biết à. Doutor. Montón, sí, preparan con... Aquí Angola Capuca. ¿Con qué? No. ¿Con qué? ¿Preparan con qué? Fala, preparan con qué. Esa prepara con Capuca, es mismo. No. Preparan con... A mi avó prepara con... con estonco, que cae de montero. No. Sí. Grau de mucua. Grau de mucua, no. Ele pisa o faz moamba. Bông mai đi aroma con que capuca, esa pizza para mí sana capuca. Capuca, esa folha. Capuca não. Xong rồi đây mọi người. Maria cầm một nắm to neo sơn thì mang vào một đấy rồi. Mang vào một xô rồi. Tao bông xe gà Antonio, xe gà ra. Cũng khá là nhiều rồi đấy. Vậy thôi anh. Maria ơi. Tên cliente tira tudo do feijão. Feijão. Agora. Tá bom. Agora, já. Antonio também vai ajudar đi. Tira mais rápido, já. Porque hoje festa do Vietnam, ele quer comprar tudo. E agora quando está pronto, me liga já. Tá bom, já. Tá bom, para como? Tá bom, já. Vamos já. Bảo bao giờ bác sĩ quay tái lần xong gọi Antonio nhé. Thì hôm nay là liên hoan của chúng mình một việc đấy mọi người. Đây, đầu đũa đây. Hôm nay là sẽ thu hoạch để xem là được nhiều hay không. Các bạn đi nghe tin là mua hết đầu đũa đây, các bạn vui lắm. Giờ đầu đũa quá sai luôn. Siêu quả. À, có sâu sơi rồi này. Antonio ra tanh bi sủi nhá. Sâu gì mà to quá, ăn kiểu. Cũng được, mình bây giờ mình hái hết một lượt đi. Không kịp đâu. Now passamos a veneno, ya. So esa so procurar porque ele não muito grosso, você pode procurar, ya. Porque esa ele fica grande mais rápido. Entendeu, né? So essa so uma semana já comer, Bảo Antonio vặt từ bên này trước nhỉ? Antonio, vem aqui đi. Vem aqui, tudo aqui primeiro, depois entra lá. Antonio, pode passar aqui já junto, um macito. Chồng nó tụt ở trong này nè. Chồng. Primeiro só tirar, depois contar. Tira primeiro, depois contar. Esse ainda dá. Não, vai não dar certo. Sim, essa dá. Primeiro só tira, já. Ở trên này Maria về nhá, só tira aqui nhá. Ở trên này vẫn còn cái nụ hoa, nó sẽ ra hoa được đấy. Đây mới được. Cuidado, não deixa perder aqui. Aqui ainda está continua, já. Sim.
Primeira sai dois aqui, depois sai dois lá em cima. Tira bem, né? Para não estragar. Tôi nêu bà Maria mẹ bè cẩn thận cho nó không bè hư cái đầu. Cái đây Quỳnh sẽ đo thử xem là cái bên này đỗ của các bạn được bao nhiêu gang tay nhá. Một này, hai này, ba, ba gang là còn dài nữa, dài hơn nữa. Cái này thì dài hơn này. Đấy, quả đấy ra rồi. Quả đấy ra rồi. Quả đấy ra rồi. Ba, bốn, quả dài là bốn gang nhá. Quả này còn dài hơn nữa đây này. Để như nó như dài như thế này này. Quả này dài gần 1 mét. À, nhìn đậu đũa như này thì các bạn ấy phải để lại khá khá giống để tiếp tục trồng thêm để nhân rộng ra đấy mọi người. À, nếu mà nhân rộng ra thì đợt sắp tới mà trồng được nhiều đấy mọi người. Thì mình sẽ giúp các bạn ấy liên lạc bán lên chỗ thành phố của Trung Quốc ấy mọi người. Thì ở trên đấy, thành phố của Trung Quốc người ta có cửa hàng, có những cái cửa hàng bán đồ thực phẩm người ta có thể thu được người ta bán đấy mọi người. Gọi là mình bán giống như kiểu cho nhà hàng ấy, cho người kinh doanh ấy. Hôm nay bẻ thì rất là nhiều đấy, rất là nhiều. Đây, mọi người trông. Cứ để vào đây xong là tí nữa chúng ta tính sau này. Đấy, à, chúng ta vẫn tính là 106 quả mọi người nhé. Vẫn tính là 106 quả giống như hôm vừa rồi mà chúng ta tính đấy. Và một vấn đề về xanh, xếp xanh nhé. Nhìn đây mọi người, nhìn đây. Chồng này, mày mò vào làm gì hả? Ôi giời ơi, Quỳnh ơi, đi ra. Thấy mọi người đây vui này, nhảy ra đây à, đi ra đây. Quỳnh phá hoại hả Quỳnh ơi? Ôi giời, đi ra. Trông kìa, ôi giời ơi. Đây là đậu đũa con đây này, đậu đũa con này, Quỳnh con đây này, đậu đũa con đây này. Ghê chưa, ôi giời ơi. Rồi chúng ta để xem nhâm thu hoạch được nhiều không nha mọi người nhé. Chỗ này nhiều lắm đấy, nhiều lắm đấy. Thu hoạch xong thế này là mình về ăn bao nhiêu thì còn lại bao nhiêu thì sẽ lại chia cho anh em cộng đồng thôi mọi người. Asin ta bông mà đây, asin ta bông đi sai. Asin ta bông đi sai. Asin ta anh ơi, ở trên cao này làm nào bây giờ? Trên cao này bắc thang là bẻ anh. Anh trước bảo rồi chứ. Ôi trời ơi. Cái này trên cao lại còn càng dài, hình như càng lên cao nó càng dài càng đẹp nữa. Xin cô đi tiếp ra rồi. Ôi Quỳnh kìa, Quỳnh ra tiết rồi. Ôi giời ơi. Thôi xong. Ai mượn bẻ đâu hả? À, nào đưa đây nào. Có ai mượn Quỳnh bẻ đâu. Chả ai bảo bẻ. Quả này già đang để hạt giống mà lôi giật xuống mất rồi. Thôi cho Quỳnh ra đi anh ơi. Thôi cứ để chơi tí nhỉ. Nhà. Vui nhỉ. Chơi trong này vui nhỉ. Quỳnh ra đủ nha Quỳnh nha, lại bắt đầu quản nữa đấy. Thôi đại ca. Thôi cho ra đi, cho ra đi nào. Đại ca ra nha. Đại ca Quỳnh con. Xin mời, xin mời. Đợi Quỳnh ra đi. Mẹ nôi mất mấy quả này xuống giờ đấy. Nhìn này, ô to chưa? Cô tay Quỳnh con cầm này, muốn nắm này. Ra to bằng ngón tay của Quỳnh con, to hơn ngón tay Quỳnh con đấy nhỉ. Ơi, ra đi, ra đây. Không biết sợ là gì cả. Chui, hay chắc hay chui vào đây lắm hả? Hả em? Ra đây nè. Ui dồi. Lên trên này nè. Để tôi còn làm nhiệm vụ nè. Sunny, control nhá. Quá nhiều luôn mọi người, quá nhiều luôn. Bây giờ cứ bẻ một loạt đi, xong tí nữa đi kiểm tra lại bẻ lần nữa nhé.
Lại nó hơi bao tử một tí em cũng hái luôn đi anh Quyết ơi. Vợ chồng anh, vợ chồng anh tôi nó sợ Nelson bẻ phải quả non bẻ hỏng như là chỉ cho giao nhiệm vụ cho là bê xô thôi chạy quanh thôi nhá. Chỉ được nhiệm vụ là bê xô chạy quanh thôi. Kiểu lắm, bà già bẻ trông đẹp chưa? Tí nó làm kiểu ảnh nha. Thôi rồi luôn đấy. Tí cho mỗi người cầm một nắm kiểu ảnh nha. À, anh ơi, lại hơi bao tử một tí em cũng hái nha. Ừ. Non non một tí bẻ đi. Non non nha. Nó cùng một lứa. À. Trên ngọn này thì ra nhiều lắm này. Trời ơi, cái đậu này sao nó ra kinh khủng khiếp vậy? Ăn không hết, không kịp vậy. Cái cây này là cái cây thẩu tả gì đây? Nhổ nó đi. Tem que enrolar. Não, deixa a minha mãe fazer. Deixa a minha mãe assim. Tá fazer como, tá fazer como. Então tá bom assim. Então a Maria falaram, não pode enrolar. Porque o negócio vai estragar. Muito pequeno não, Antônio. Muito pequeno não. Assim tá muito pequeno. Quý nhân quả bé quá đừng bẻ. Nhiều bởi vì nó có rất là nhiều. Ta là lanh bay xuống tanh môi tủ ấy. Cái này để giống hơi bị nhiều anh ơi. Tại vì lứa đầu tiên mình để già già một tí đi anh. Ừ. Nhiều lắm. Dưới giống để giống hơi bị nhiều đấy. Thôi cứ bẻ hết đi, ăn ăn tiệc hết bao nhiêu còn bao nhiêu thì chia cho anh em cộng đồng mang về. Nông quà đúng không? Ừ, nông quà. Sạch ai cũng thích mà. Excellent xin mà tên cứ tên tiếp phụ coi giá para subiu. Nunca terá esse, né? Acabam, ali. Não, aquele fica já para nós, doutor. Doutor, esse é já para nós. Não, ainda está muito agradecido. Você não tira, vai riso. Não, vamos tirar. Ali tem que tirar. Bẻ hết quả to rồi mà bây giờ này mọi người trông này những cái quả nứa non 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 cái răng đầy này ăn không kịp, khách mua nhiều cái này mà còn không kịp. Đây. Không kịp à, về về chân một dép đâu mất rồi kìa, xin lên nào. Okay. Aqui vai sair mais aqui. Aqui lá em cima. Maria bảo là cái phần phía trên này để... Để cho Maria ăn. Ainda tem muito. Ainda tem muito, você não vai... Tá bom. Vende mais ou chega? Não, chega. Ainda você não deixa para comer também. Vamos fazer também pouco. Maria thì vẫn thèm ăn, còn Antonio Maria thì máu. Nay, Maria bảo hôm nay sẽ nấu một ít nữa. Antonio thì máu bán. Tá bom. Tá bom, xe gà ra. Controla bem, lanh bay, su anh đã tanh mũi tù Antonio. Nó đang quấn ở dưới gốc rất nhiều. Anh ta y hô là lanh bay xuống mũi tù. Núi sao? Núi sao là có cả những cái già anh ạ. Nhiều nhiều quả dạ đây này, đây vẫn còn đây này. Nú chào Aina mua tủ nhá. Chỗ này hơi nhiều tiền đây này. Quả này mọi người nhìn này. Cũng ra dáng đi bán đấy nhỉ anh nhỉ? Quả này có khi mình phải lật mặt thôi. Mình lật mặt mình bảo đây này mình xin. Ừ. Ừ. Chỗ này nhiều tiền quá mọi người. Ôi anh đừng có đùa vậy. Đứt ruột. Anh đừng đùa. Đấy, mày ra phải nhiều anh nhá. Rồi bây giờ đi đếm xem nha, đi đếm xem nha.
Được rồi đấy, tạm ổn rồi đấy. Còn quả nào để chiều các bạn ấy ăn thì các bạn sẽ hái. Hoặc là mai các bạn ăn thì các bạn sẽ hái. Được rồi đấy, Antonio sẽ gà ra. Maria đang sợ bán hết thì không có cái ăn hôm nay đấy. Ôi thế nhiều lắm. Vui tù. Rồi bây giờ đếm xem nào. Ôi này ra được 100 quan rồi này. Đếm xem bây giờ chúng ta đếm xem bao nhiêu tiền nhá. Đây là 100 quan rồi nhá. Happy đá đi Maria. Đây 200. Nào bớt đi dùm tôi ra. Con ta ra dùm tôi ra. Ừ. Để cho hai vợ chồng bạn đếm. Quỳnh đứng đây đếm là được. 300. Ok. Rồi. Ôi, thế thì nhiều tiền lắm đấy. Đấy, 500 quan được tuần này. Ok. Cái này cảm giác các bạn hái nó bị già rồi. Quá. Cái này để lại thôi. Tí nữa trừ đi. Trừ đi. Cái này trừ đi. Cái này để tí nữa là các bạn ấy ăn. Các bạn ấy sẽ bóc cái hạt ở bên trong xanh hạt nó cứng để các bạn ấy nấu. Còn mình nấu cái kiểu xào thì cái này ăn không ngon. Nó phải xem được. Ok. Ok. Xem cả nhà vui nhá. Vui nhá. Essa vai chegar 10 mil. Vai chegar. Então, okay. Posso assistir, doutor? Mil e 300. Sim. Já. Mil e 400, né? E 500. Ok. 400. Đấy, tổng cả chỗ này là chúng ta đã có được 5.000 tiền đậu đũa rồi nhé mọi người nhé. Gần 6.000 rồi đấy. 5.600, 5.700 này. Tí nữa những cái chỗ này là sẽ trừ ra vì là cái già này chúng ta sẽ loại đi nhé mọi người nhé. Đấy, mua cho các bạn đấy, thế nhưng mà mình là phải vừa mua vừa phải nhặt cho bạn đi. Phải biết bán như chăm như thế nào để bán cho khách lúc nào cần thu hoạch. Rồi là mình nhặt các bạn ấy ăn rất là nhiều lần nhưng mà các bạn ấy cũng kiểu lười ăn đấy, kiểu lười ăn đấy. Mải làm lười ăn đấy. Nói chung là video này là vợ chồng mình mua là vợ chồng bán ấy không biết đâu nhé mọi người nhé. Cho nên là ai mà xem video mà ý kiến thế này ý kiến kia thì cũng không nên ý kiến đâu nhé mọi người. Vì là các bạn ấy công của các bạn ấy làm ra. Mặc dù là vợ chồng mình giúp các bạn ở dưới này thế nhưng mình không bao giờ lấy không của các bạn một cái thứ gì cả. Những cái gì mà khi là cái đậu đũa này khi nào mà các bạn ấy cũng ăn các bạn ấy cũng đã bảo mình rồi. Đấy. Hay là những cái thứ khác. Nói chung là các bạn ấy vẫn rất là biết điều. Khi mà vợ chồng mình giúp các bạn ở đây. Essa vamos desconto essa. É quanto? 6.500. Vamos contar que ele. Để lại chỗ này để bù vào cái chỗ già đấy. Đúng rồi, bù vào cái chỗ già, đúng rồi. Được, thông minh. Đây này. Essa não vai. Não, essa não vai, essa vai ficar. Entendeu? Porque essa riso, cliente não gosta dessa riso. Entendeu, né? Eu também já falei, não é? Não, essa você pode comer? Sim, vou fazer sopa. Fazer sopa. Esse desconto com essa, já? Ah, tá bem, sim. Vai me dar tipo. Ai, được chưa? Được rồi, đây anh. Đây là khoảng 6.500 anh ạ. Đây là 6.500 quan này cho mọi người nhé. 6.500 quan được bằng này này. Đấy. Như thế này thì đến lúc trồng thì mới vui này. Okay. Còn trên cây nhiều lắm mọi người ạ. Mà sau rồi các cây quả giống các bạn cũng đã để lại rồi nhé. Đợt tới thì khi mà có cái hạt giống này và mưa đợt tới lần thứ hai thì chúng ta sẽ trồng. Chúng ta sẽ trồng thêm. Nói chung mà được nhiều ấy, có được nhiều ấy thì mình sẽ tìm cách cho các bạn đi để bán lên cho thành phố Trung Quốc. À, đúng rồi, cuộn lại thế xong nhét vào, đúng rồi. Maria cho mượn cuộn vào, đúng rồi, chuẩn. Đấy, thế thì tốt quá. Một client thì bông. Một khách VIP ấy. Rồi, ta bông. Ui, nặng phết mọi người. Bỏ luôn mấy cái lá kia của mình vào. Rồi, Maria ơi. Cái này muốn đun đu, bố thì mẹ tên ra đu sạc. Mẹ tên ra sạc của aki nhé.
Đấy, cho dồn luôn hết vào đấy. Nào, ba đi nào, có thể mẹ tên dùng tôi ra. Em xin tôi ra tao bố. Đấy, như thế là ok đúng không? Ok. Rồi, đây bạn ấy cho mình một chai Maruvu này này. Maruvu này, cái này chắc chắn là ngọt luôn ạ. Antonio biết là mình chỉ có ngọt thì mình mới ăn thôi, mới uống thôi. Đây còn đây nữa này. Tình con cái đòi mẹ đấy. Lá này về nhồi vào con lợn quay nhé mọi người nhé. Nhiều quá anh ạ. Này, hoa chuối nữa, trở về của gì bây giờ nhỉ? Quá là nhiều đồ luôn. Ui giời. Nó bị chả, ui. Đấy, mọi người nhìn cái Maruvu nó lên ga chưa? Ui. Vừa mới lắp xong. Được rồi, đến đoạn. Dạ vâng, dạ, trả tiền đi. Rồi, đến đoạn hấp dẫn nhất. Hấp dẫn nhất. Rồi là total es 600.000 nhé. 600.000. Ok. Đây là hấp dẫn nhất. 600.000. Ok. Muốn tụi Philip. Cười như là chủ đường mùa. Cười như là chỉ đường mùa luôn. Rồi, này, đưa cho ai đây? Aquí. À, tá bom. Já. Yeah. Aqui já. Não sei nada. Não dí bem. Bem, vai te bater aí. Tá bom. Ok, obrigado pela compra. Ok. Yeah. Que comprem sempre. Sim, yeah. Vem sempre comprar, porque tem muito. Yeah. Vem sempre. Ok, tá bem. De bem, já. Você pega essa. Đây, dạ, sẽ chở xe để đi về. Mình đi về bây giờ là mình không, hôm nay mình chỉ xuống lấy đồ xong rồi mình đi về thôi. Hôm nay mình không xuống nhà các bạn nữa. Ok, mete ra dentro assim. Mete ra vô vi ra. Ok, đi về nha. Cái đấy chai đấy em phải cầm ấy của nhà. Cái đấy đổ đấy, chai đấy em phải cầm. Đấy tí đi nó về nhà nó nổ mất. Você tem que começar a abrir. Não, não, eu mở ra, não, 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 ông Nelson, ông bác sĩ phải lấy bơ về, mang bơ về đây này. Em tao, xin mẹ tên tu đu nu sa cu ra. Tu đu đen tu đu sa cu. Tu đu đen tu đu esa sa cu. Essa também, mẹ tê ra. Tu đu mẹ tê ra ung sa cu. Nào, bao đi, nào, tu đu mẹ tê esa sa cu, anh tu đu. Mete ra tu đu esa sa cu. Ok. Dạ. Đấy, như thế này là được. Tí anh ôm xe là không bị ấy. Không bị nhựa. Antonio, começa agora não dá mais Nelson bebê, já? Nelson chega, hoje chega já. Ele mesmo já não vai beber. Ele bebe mais, vou desconto de dinheiro de vocês. Ele tá aí. E agora se ele fugir, bebê lá. Fugir também não deixa fugir, já? Também não deixa ele fugir. Ele tá aí, já não fugir mais, já? Bebe mais, vou te bater, já? Ông mà trốn đi uống rượu nữa thì uống chết dở với tôi ấy. Rồi ok. Essa amarra, né? Ah, tá bom, assim não, tá bom. Assim, doutor, assim ninguém não vai na minha família. Não, sua família é só fevereiro. Diga. Usa, guarda para usa. Mete banco. Só 4. Ou como? Daqui a pouco vamos comprar uma coisa. Não vamos ter dinheiro em mão. Sim, vou dar na mão para comprar. É, para comprar sopa. Mariana muốn bán, nhờ mình gửi ngân hàng kìa. Antonio thì bảo là muốn là cầm tay để sao mà có tiền mặt để mà đi mua đồ ấy. Papa, nome não deixa custo. Não, tá bom, vou pegar. Tá bom, já. Então, dinheiro.
pega, né? Bom, mas você pega, não, não me tem banco, porque esse tempo você precisa usar, não é? Tudo, né, risca, não, não é tudo se tu tem dinheiro para arriscar. E você ir lá, você tirar dinheiro no ATM, no multicresa, é muito difícil. É mesmo. É muito difícil. É, ai, vô chồng, né? Maria thì muốn bỏ tiền, nhờ bác sĩ bỏ tiền vào ngân hàng 4.000, 6.000 mấy đây thì là bán được rồi thì chỉ giữ lại 2.000 mấy thôi. Còn Maria muốn gửi 4.000 vào ngân hàng. Antonio muốn giữ cả để còn tiêu cái gì đấy. Nên bây giờ Maria mình cũng xúi là bảo thôi cầm tiền đi để còn có tiền mặt mà tiêu, chứ lúc nào không phải chỗ nào không có multicasa để quẹt đấy. Thế Maria bảo là bác sĩ lại giúp Antonio à. Đứng về phía Antonio. Thôi ok, đi về thôi. Đi về thôi. Vậy nha mọi người. Và tạm biệt mọi người. Ê, chào mọi người. Nelson. Todo scuti, ya? Sim. Amanhã eu chegar aqui, eu encontrar ele. Fica que tipo assim. Vou te desconto, ya? Todo, não é só ele. Você desconto igual a ele também, ya? Você e Antonio também, ya? Amanhã encontrar ele bebado, mini quento, já? Não é para quem, não é para comprar gasolina, mas para mim, já? Sim, para entrar na caixa do doutor. Entendeu, né? Đây mọi người ơi, sau khi mà mình ở dưới kia đi hai lá ba kích về mua đỗ gì nhỉ? Đỗ đũa về. Thì có dê hôm nay đi lên trên phố để mua cùng đồ với mình nhé. Thì hôm nay có dê đang đây để quay đồ cho mình đây mọi người này. Nói chung là hôm nay cộng đồng người Việt mình khá là đông, cho nên là đội Antonio với lại là Nelson cái thứ thì không lên trên này nhập hội được. Đấy, để có dê ở trên thành phố thì mình gọi dê đến thôi. Ở trong này thì đã được nhồi lá ba kích này. Trong đấy lá ba kích thì mình đã ướp với lại là gì nhỉ? Khoai tây thì đã có trong này rồi nhá. Con lợn này vào khoảng tầm gần 30 cân đấy chứ anh Phong? Khoảng tầm 25 cân thôi. 25 cân hả? Ừ. Đấy, đây là anh Phong ở nhà thì đã làm lợn trước. Mới bắt đầu quay mới được khoảng tầm 30 phút thôi mọi người. Mà nó chỉ được hơi vàng vàng thôi. Con này dự định quay là khoảng tầm khoảng 4 tiếng ấy. Yeah. 4 tiếng thì con lợn mới ngon rồi. Mình đang phải lau đây cho nó đỡ dính, nó không bị chảy nước ở trong bụng ra thì cái da nó không bị xấu mọi người ạ. Đây nó chảy từ đây ra rất là nhiều này. Đấy. Phải lau nó đi. Đây là nghề mình sắp có cái nghề quay lợn đấy mọi người. Sau về Việt Nam lại còn mở cái nghề quay lợn nữa. Còn ở đây là Mia với lại Quỳnh đang ấy đây. Mọi người nhá. Hôm nay cả nhà tập trung làm con lợn. Mỗi người làm một việc. Quỳnh đang cười mà. Còn bạn Thế thì bạn ấy đang ốm như này, bạn thấy camera bạn chạy mất mọi người ạ. Bạn Thế hôm nay bạn ấy cũng tham gia vào cái làm lợn nhưng mà bạn mệt quá, bạn ra đây bạn đang tranh thủ chơi điện tử. Bây giờ là thời gian của nhà bếp chứ không phải thời gian của khách mời, cho nên mọi người nhìn không đông. Tí nữa thì đi ra ngoài kia ăn thì sẽ rất là đông người Việt Nam mình đến đây, cộng đồng mình khoảng tầm ở Việt Nam mình, cộng đồng mình ở đây khoảng tầm 30 người mọi người nhé. Chỗ này hay chảy nước này. Đấy. Lúc nãy đi xuống nhà Antonio mua đồ khoe mọi người con lợn mà về bảo về nó không quay video quay lợn nữa thì hơi bị mệt. Ok nhá mọi người. Đấy, giới thiệu cho mọi người con lợn này thôi, tí nữa ăn thì phải ăn nén cho nên là không quay cái giai đoạn ăn đâu mọi người nhá. Tạm biệt mọi người nhá. Bye mọi người nhá.